Mến chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái món ăn với khoai tây nha các bạn. Cái món này nó có cái tên là khoai tây xào với thịt bò. Thì ở trên tay mình đây chỗ này khoảng cứ một lạng rưỡi thịt bò này các bạn. Và mình đã cắt nhỏ và mình đã băm nhuyễn này các bạn ha. Thì giờ là mình sẽ ướp những cái gia vị vô thịt bò các bạn nha. Đây. Mình sẽ cho khoảng cỡ một muỗng nước mắm nha. Muỗng này muỗng nhỏ thôi chứ không phải muỗng lớn đâu các bạn. Nó không tới một muỗng đâu. Mình cho một muỗng nhỏ này bột nêm này. Cho một muỗng bột ngọt này. Cho tiêu nữa các bạn nha. Tại vì cái này là cần tiêu để cho nó thơm cho nên mình cho một muỗng đầy luôn các bạn ha. Rồi ở trên đây là hành củ mình đã băm nhỏ rồi các bạn, mình sẽ cho vô lên ha. Đây là tỏi mình đã băm nhỏ, cái này mình cho khoảng có một nửa thôi, còn một nửa mình để dành lại để một lát nữa mình phi với lại dầu ăn nha, lúc mình xào thịt đó các bạn. Rồi, như vậy là mình sẽ đảo đều cái thịt bò với cái số mà gia vị này và mình để mình ướp khoảng cỡ 15 phút nha các bạn. Những nguyên liệu mà để làm cái món này nữa là đây là khoai tây này các bạn, mình gọt vỏ rồi mình cắt miếng, cái miếng của nó là nó mỏng rồi nó như cỡ này này các bạn ha, mình cắt miếng và mình đã rửa lại với nước vớt ra cho ráo rồi. Và đây là củ hành tây mình cũng cắt nhỏ rồi, cái này là mình bào mỏng các bạn. Đó, là mình bào mỏng. Mình bắt chảo lên bếp này các bạn, rồi mình cho dầu ăn vô này các bạn ha. Đây các bạn thấy này, khi mà dầu ăn nó đã nóng, nó đã sôi rồi ha. Thì mình sẽ cho cái số khoai tây này để mình cho vô mình chiên nha các bạn. Cho nhẹ nhẹ thôi này. Mình cho vô xong rồi mình lấy đũa mình dàn nó ra các bạn ha. Mình chiên hết cái số khoai tây này thì mình cho khoảng cỡ 2 lần mình chiên thì nó hết các bạn nha. Vậy này các bạn này, khi mà mình đã chiên mà cái miếng khoai mà nó vàng như vậy ấy, là được rồi các bạn ha. Một số người thì người ta thích nó vàng hơn nữa nhưng mà mình thấy như vậy là chín tốt rồi ha các bạn. Thì mình sẽ tắt bếp đi nha. Mình sẽ dùng cái muỗng mà nó có lỗ này này các bạn để mình vớt lên đây cho nó ráo nha, cho nó ráo cái dầu ăn á. Mình sẽ đổ ra ngoài đĩa này nha. Thì mình chiên mà mình thấy như cái độ này là vừa rồi các bạn ơi, nhưng nếu mà để mà nó vàng quá thì nó có thể là nó bị cháy thì nó không có tốt như các bạn. Nó hơi vàng như vậy là đã chín tốt rồi nhé. Rồi khi mà mình đã cho nó ra đĩa như vậy là các bạn, thì sẵn đây á, là mình dùng đũa để mình san nó ra luôn ha các bạn ha. Mình sẽ san nó ra khoảng cỡ một lớp khoai thôi. Đó. Và bây giờ mình lại tiếp tục là mình bật bật bếp lên để mình cho cái đợt khoai lần thứ hai vô các bạn nha. Mình sẽ chiên cho nó hết số khoai này cho nó chín luôn nhưng mà bên này đi các bạn nha. Sau khi mình đã chiên hết 2 lần khoai tây rồi các bạn, thì mình sẽ xếp nó ra đĩa như vậy. Mình để đây đã ha. Rồi cái số lượng dầu mà mình chiên xong á các bạn, mình sẽ múc ra ngoài tô đây. Mình chỉ để lại một ít thôi các bạn ha. Và bây giờ là nó cũng sắp sửa nóng lại đây này, nó sôi lại, mình chờ xíu cho sôi sôi lại này. Mình sẽ cho cái số tỏi mà khi nãy mà mình băm á, mình ướp vô thịt còn ít này, mình cho vô đảo ha, nó thơm nha. Khi mà tỏi nó thơm rồi thì mình sẽ cho cái số thịt mà mình ướp vô các bạn ha. Mình đảo đều các bạn.
nó hơi bị khô các bạn ha. Mình sẽ cho vô xíu nước đây. Để mình đảo cho nó chín đó các bạn ha. Mình sẽ đảo nhanh tay cho cái thịt này nó chín đó các bạn ha. Thì mình đã thấy nó hơi tái tái đây này các bạn. Mình cho cái củ hành tây mà mình bào mỏng vô luôn nha các bạn. Mình đảo cho nó đều luôn. Vì thịt bò thì mình không có xào lâu á các bạn, cho nên là khi nó hơi tái tái là mình đã đảo này luôn. Để trong cái thời gian mà chờ đợi hành nó chín á, thịt thì nó cũng vừa luôn các bạn nha. Mình sẽ cứ đảo như thế này chập cho hành nó chín và thịt cũng chín luôn các bạn ha. Rồi khi mà nó đã được rồi các bạn ha, thì mình sẽ cho vô một ít hành lá mình cắt nhỏ rồi các bạn ha. Mình đảo đều luôn ha. Món này ăn rất là bổ dưỡng á các bạn. Các bạn thấy không, thịt bò mình băm này, rồi hành tây này, rồi khoai tây này, rất là bổ dưỡng nha. Rồi khi mà mình thấy là đã chín rồi thì mình tắt bếp ha. Thì các bạn thấy là mình sẽ múc để mình cho vô. Mình đổ nó lên trên mặt của cái khoai tây mà mình chiên khi nãy á các bạn. Các bạn thấy nè. Món này ăn là một món rất là bổ dưỡng, nhất là dành cho người mà bệnh á các bạn. Làm mà mình thấy vừa đẹp mắt mà vừa ăn ngon ha các bạn ha. Thế là mình đã có được một đĩa khoai tây xào với lại thịt bò và hành tây, thật là ngon. Cái này mình có thể ăn kèm với lại cái nước mắm mà mình làm chua ngọt ha các bạn. Mình chào các bạn nha.